là một trong những siêu mẫu đỉnh nhất tại Việt Nam với thu nhập cao ngất ngưỡng. Cô rất tài năng không chỉ nổi bật trên sàn cách quát, Cô còn được chú ý trong nhiều bộ phim gây số phòng vé như Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế Cùng tìm hiểu tiểu sử, đời tư và tình cảm của cô thông qua video này nhé Thanh Hằng tên thật là Phạm Thị Thanh Hằng sinh ngày 22 tháng 7 năm 1983 tại Đà Nẵng Thanh Hằng còn mẹ đã ngoài 60 nhưng sở hữu nhan sắc sang trọng, quý phái Bà còn là một tín đồ của thời trang xa xỉ và thường xuất hiện bên cạnh những món đồ đắt giá mỗi khi xuất hiện ở nơi phù hợp, tiệc quan trọng cần sự chỉnh chu. Trước khi tham gia showbiz Thanh Hằng là vận động viên đá cầu, với gương mặt xinh đẹp, cá tính, đôi chân dài 1m12 hiếm có cô đã vượt qua 27 đối thủ và đăng quang ngôi vị Hoa hậu ngày 12 tháng 1 năm 2002. Thanh Hằng trở thành cái tên sáng giá, liên tục gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá và cũng bắt đầu sự nghiệp từ đây. Cô đầu quân cho công ty người mẫu PL Model Agency. Năm 2003, cô tham gia bộ phim Những cô gái chân dài từ lời mời của người bạn thân Vũ Ngọc Đảng làm đạo diễn. Năm 2005, cô đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Liên lục địa. Năm 2006, cô tham gia bộ phim truyền hình Tuyết nhiệt đới. Đây cũng là vai diễn đầu tiên của cô ở lĩnh vực truyền hình. Năm 2007, cô tham gia bộ phim Tôi là ngôi sao với vai diễn Hai chị em sinh đô và vấp phải nhiều tranh cãi. Năm 2008, cô vào vai chính hạnh trong bộ phim truyền hình Gia tài bác sĩ và An trong tác phẩm điện ảnh Nụ hôn thần chết. Năm 2010, cô làm giám khảo Mister Việt Nam và tham gia đóng bộ phim điện ảnh Những nụ hôn rực rỡ. Cô hóa thân thành cô chủ thanh lam đổng đảnh, ngỗ ngược nhưng đam mê ca hát, nhảy múa. Để có được vai diễn thành công cô đã phải bỏ ra một khoảng thời gian dài để luyện tập các kỹ năng vũ đạo, luyện thanh. Năm 2011, cô làm giám khảo siêu mẫu Việt Nam và đóng bộ phim truyền hình người mẫu. Trong phim cô đảm nhiệm vai diễn siêu mẫu kim nhà thiết kế Bình Khôi. Năm 2012, cô tham gia chiến dịch quảng cáo cho hãng rượu Roni Walker trở thành một trong những người mẫu đầu tiên của Việt Nam được mời tham dự nhận giải thưởng Best Style của tạp chí F Fashion. Năm 2013, cô đóng phim điện ảnh miễn dân kế vai Kiều Thị và làm giám khảo chương trình truyền hình thực tế Người mẫu Việt Nam, Việt Nam Net Top Model, mùa thi 4. Năm 2014, cô trở thành gương mặt đại diện của nhãn hàng bơ đi cà phê Hòa Tăng Ba trong một và trở thành đại sứ của chiến dịch toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp cùng Trung ương Đoàn Bệnh viện Gia Liễu Trung ương phát động cô tiếp tục tham gia Việt Nam Idol 2014 với vai trò cố vấn thời trang. Năm 2015, cô làm giám khảo, hot của người mẫu Việt Nam, Việt Nam Net Top Model, mùa thi 6 và tham gia bộ phim điện ảnh Siêu Nhân X, trở thành đại diện chính thức của hãng rượu danh tiếng Johnny Walker, nhãn hàng dầu gội Clear. Năm 2016, tiếp tục làm giám khảo, hot của người mẫu Việt Nam, Việt Nam Net Top Model, mùa thi 7. Năm 2017, cô tái xuất điện ảnh với vai diễn bà Ba Trân trong phim điện ảnh Mẹ Chồng cô trở thành gương mặt quảng cáo của Yamaha XPNG, Anlene Việt Nam, trình diễn tại Tokyo Fashion Week với VST em hoa của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, đồng thời cũng trở thành gương mặt đại diện của khách sạn New World Sài Gòn Hotel và nhà hàng Dynasty. Cô tiếp tục được mời sang Milan dự Milan Fashion Week ở hàng ghế đầu của show sao Vato Ferragano và cô cũng là ngôi sao đầu tiên của Việt Nam được đến tổng hành dinh của nhà mốc sao Vato Ferragano để viết tin trang phục thảm đỏ. Năm 2018, cô tham gia phim điện ảnh tháng năm rực rỡ và trở thành huấn luyện viên trong chương trình The Face Việt Nam 2018. Cô mở nhà hàng món Thái May đồng khởi, đồng thời cũng trở thành gương mặt đại diện của bệnh viện Gubai Aethe Clinic. Năm 2019, cô làm đại sứ thương hiệu của nhãn hàng Mango Việt Nam và thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp Nhật Bản, Sakura Beauty Việt Nam. Tháng 4 năm 2019, cô tham gia bộ phim Chị chị em em của đạo diễn Cây Thi Uyên, bộ phim xoay quanh cuộc đời của thiên kim nhân vật chính được thanh hằng thủ vai cô tiếp tục làm giám khảo tại Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019. Ngày mùng 5 tháng 6 năm 2020 Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà cùng thực hiện bộ ảnh trên tạp chí Vô Pháp. Có thể nói thần thái sang giảnh cùng, nhan sắc đỉnh cao của cặp đôi bạn thân đã khiến những bức ảnh trở nên vô cùng nổi bật. Mặc dù sự nghiệp thành công và thăng hoa nhưng đường tình cảm của Thanh Hằng có vẻ như khá lận đận vì ở tuổi 40 cô vẫn chưa chịu kết hôn. Trong suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật, cô cũng chưa từng chính thức công khai bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào dù dính nhiều nghi vấn. Mới đây, ngày mùng 2 tháng 8 năm 2023, cô bất ngờ đăng ảnh đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út kèm chú thích. Trong trường hợp này, người ta hay say ít, chính thức công bố lễ cưới diễn ra ngày 22 tháng 10 năm 2023. Chồng cô sinh năm 1981, từng tốt nghiệp thạc sĩ ngành chỉ huy hợp sướng tại nhà viện Tchaikovsky, Moscow, Nga. Hiện anh chỉ huy dàn nhạc tại nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh, giữ cương vị phó đoàn phụ trách chuyên môn đoàn nhạc kịch. cô đạt top 30 huy chương, các loại về môn thể thao đá cầu. Năm 2002, đạt giải tạp chí TGPN ở hạng mục Hoa hậu phụ nữ của ảnh Việt Nam. Năm 2004 và 2006, đạt giải Việt Nam Border Awards hạng mục người mẫu xuất sắc nhất. Năm 2008, đạt giải Mai vàng hạng mục nữ diễn viên được yêu thích nhất. Năm 2013, đạt giải ngôi sao nét hạng mục mỹ nhân của năm. Năm 2015, đạt giải HTV Awards hạng mục người mẫu được yêu thích nhất năm. Giải Men of the di hạng mục quý bà thập kỷ. Năm 2016, đạt giải Elle Style Awards hạng mục biểu tượng thời trang Elle, giải Quizzer Awards hạng mục giám khảo TV show của năm.